An Quy xin chào độc giả của báo Dân Trí. Tôi cũng có những cái ý kiến so sánh, nhưng mà em nghĩ rằng là mọi cái so sánh thì đôi khi nó sẽ mang cái cảm tính và nó sẽ có một cái chút khập khiễng ở trong đó, một chút khập khiễng ở trong đó. Tại vì bản thân mình phải thật sự là cái người biết mình ở đâu, mình có những cái giá trị gì, mình có một cái điều gì đó khiếm khuyết, mình có một điều gì đó gọi là điểm cộng và điểm trừ của mình là như thế nào. Cho nên em thật ra em cũng chưa bao giờ cảm thấy tổn thương vì những cái lời so sánh cả. Nhưng mà tại vì có thể là bản thân em cũng tự tôi luyện cho mình một cái gọi là cái tư duy phản biện, để em có thể đón nhận, em có thể chắt lọc những cái điều tích cực nó đến với mình, để mình dựa vào đó học hỏi và trau dồi phát triển thêm, và cũng có thể bảo vệ được mình trước những cái điều tiêu cực. Tri thức thì nó cho mình tiền tài, còn nhan sắc thì nó cho mình cơ hội. Thì em nghĩ rằng là bản thân em cũng không phải là cái mong muốn mà gọi là phẫu thuật thẩm mỹ nó cũng không đến từ bản thân em, mà em đã lắng nghe ý kiến của nhiều người, cộng hưởng với những gì mình cảm nhận thấy mọi người nói là đúng, thì em đã có những cái thay đổi về ngoại hình để cho nó chỉnh chu hơn, nó đường nét hơn, để có thể hợp nhãn với mọi người hơn, cũng có thể hợp nhãn với nhãn hàng hơn. Thì em đón nhận mọi điều rất là tích cực, và em cũng mong muốn rằng là mọi người cũng xem đón nhận cái việc một cô gái, một người nào đó phẫu thuật thẩm mỹ một cách là chỉ đơn giản là cô gái đó mong muốn bản thân mình đẹp hơn thôi. Nó chỉ là một cái đẹp hơn và có thể có cơ hội làm được nhiều việc tốt hơn thôi. Một cái động lực rất là lớn để cho tụi em phải khẳng định được cái giá trị, cái màu sắc của mình giữa hàng ngàn cô hoa á hậu khác là mình sẽ làm được gì. Và em nghĩ rằng là mỗi người đều có một cái giá trị, mỗi cái cô gái đều có một cái giá trị để làm việc riêng. Và chỉ khi chúng ta phát triển được những cái giá trị đó thì càng ngày những cái lời nói tương tự như vậy nó sẽ giảm dần. Nó gọi là đổi đời, khi mà mình đổi đời được mình và có thể làm được nhiều việc hơn cho người khác nữa thì mới gọi là đổi đời. Tại vì em có một cái châm ngôn sống của em, đó là để cho bản thân của mình tốt hơn đó chỉ là cái sự tồn tại của mình ngày qua ngày thôi, nhưng mà để làm cho cuộc đời của nhiều người khác tốt hơn nữa thì đó mới là một cái cuộc sống lý tưởng. Nên em nghĩ rằng là ở mọi cái danh hiệu hay mọi cái chức danh mình cũng đều phải dựa theo đó để có thể làm mọi thứ nó tốt đẹp hơn cùng với mình. Thì em cũng hy vọng được rằng là khi một ngày nào đó em gặp được một nửa còn lại thì người đó cũng phải là một cái người đồng điệu về cái tâm hồn của mình, về kể cả những cái sự cảm thông, chia sẻ về cả công việc, những cái dự án xã hội mình muốn làm. Thì em nghĩ tất cả mọi thứ nó phải đồng điệu với nhau, về trong công việc, tài chính, tất cả mọi thứ nó đều phải đồng điệu thì mình mới, cái mối quan hệ đó nó mới thật sự lành mạnh và nó mới đi xa được. Và em cũng không bao giờ em gán ghép cái chuyện tình cảm của mình nó sẽ phải liên quan tới một cái danh hiệu nào đó mà mình đã từng đạt được. Mọi cái chi phí trong cuộc sống của mình á đều thanh toán đều bằng những cái vật chất. Nên em nghĩ rằng là không phải là đặt một cái mức độ nào đó là vật chất nhiều hay ít thì mới có thể bước vào một mối quan hệ, mà bản thân mỗi người phải là một cái người cầu tiến trong những cái thu nhập của mình, phải biết cầu tiến hơn, phải biết làm ra nhiều giá trị hơn thì mình mới có thể, bản thân em cũng vậy thôi. Mình nghĩ rằng bản thân em cũng phải cần có một cái nguồn thu nhập nó thật sự là lo được cho bản thân mình, và biết đâu sẽ có thể hỗ trợ được một phần nào đó khi mà một cái nửa bên cạnh mình người khác cần á. Thì em nghĩ đó cũng là một cái điều tốt, mà em nghĩ cuộc sống hiện tại nó cũng phải thực tế hơn rất nhiều. Mọi điều nó phải xuất phát từ cái việc mà đồng điệu, từ tâm hồn hay là cùng tần số. Chúng ta không nên gán ghép cái chuyện tình cảm vào bất cứ một cái hình mẫu chung nào của xã hội cả. Hạnh Nguyên cảm ơn độc giả của báo Dân Trí đã lắng nghe những chia sẻ vừa rồi của Hạnh Nguyên. Và Hạnh Nguyên cũng thương chúc cho tất cả độc giả của báo Dân Trí sẽ luôn luôn thành công trong cuộc sống và đạt được thật nhiều bình an trong sức khỏe của mình.